cất tiếng hát lên, ta nghe trái tim ta rực nóng, lòng chợt đau từng nỗi hoài mong, chuyện buồn vui chia ly trùng phùng. Khi em cất tiếng hát lên, đàn năm xưa vang khúc hát tình ca, lời yêu đương nghe vẫn xa quá xa, từ bên kia nghe hình bóng quê nhà. Em vẫn hát cùng ta tình yêu thiết tha, tình đang đắm say không chia xa sau đêm phong ba. Bao năm ngăn chia đôi đường, khi em cất tiếng hát lên, thêm reo xanh quên bước hẹn xưa, tình mong manh phải ua theo nắng mưa, lời chia tay chìm lắng bao mùa. Khi em cất tiếng hát lên, em sẽ biết sao chim lại hót. Đời có cây hạnh phúc là hoa và nụ hôn cho em mặn mà. Khi em cất tiếng hát lên, nhà trong thôn vang tiếng mẹ ru, tình bao la trong chiếc nôi âu thơ là thiên thu cõi mong chờ. Em vẫn hát cùng ta một trời nhớ nhung, kỷ niệm thiết tha như đôi chân khi em ra đi. Tiếng hát lên, lời dân ca lai láng tình quê, đời phiêu du đôi lúc ta lắng nghe, bàn chân đi lòng vẫn mong về. Một trời nhớ.
Chúng tôi là Nam Lộc. Và Thùy Dương xin kính chào quý vị và các bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới đang theo dõi chương trình Tình ca sau 75 do Trúc Hồ Music và các anh chị em nghệ sĩ chung tay thực hiện với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân cùng với tổ chức Bên Em Đang Có Ta và đài truyền hình SBTN. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, 30 tháng 4 1975, khi bóng tối nghiệt ngã của một cuộc đổi đời bao trùm xuống quê hương đất nước chúng ta 47 năm về trước, thì cũng là ngày mà những bản tình ca chắc tuyệt của nền âm nhạc Việt Nam âm thầm biến mất. Những giọng hát thánh thót của một thủa hoàng kim cũng bỗng dưng im tiếng, còn lại chăng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, cất lên những điệp khúc đớn đau, chia lìa và tang tóc. Ở trong nước hay hải ngoại đó, thì các nhạc sĩ không còn ai muốn viết nhạc tình. Trong khi đó thì tại hải ngoại, người ta lo lắng rằng thế hệ trẻ sẽ chẳng còn nghe hay hát nhạc Việt Nam. Nhưng sau hơn nửa thập niên chìm đắm trong nước mắt, với những ca khúc nói về thân phận, về cuộc đời cùng niềm khát vọng của hai chữ tự do, thì bình minh đã bắt đầu ló dạng và con tim đã biết yêu trở lại. Các nhạc sĩ đã bắt đầu sáng tác những bản tình ca và những giọng hát trẻ cũng đã lần lượt xuất hiện để tiếp nối và thay thế các bậc đàn anh, đàn chị hầu tiếp tục chuyên trở dòng nhạc tình muôn thuở với những tình khúc được viết sau năm 1975. Và đó chính là nội dung nhạc phẩm Từ Tiếng Hát Tiếp Nối của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng mà quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của toàn thể nghệ sĩ có mặt chương trình ngày hôm nay cùng ca đoàn Ngàn Khơi. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã viết để khuyến khích cũng như bày tỏ niềm hy vọng của mình đối với thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, sau nhiều thập niên hoạt động rất là nhiệt tình và hăng hái, gìn giữ cái nền văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa trên xứ người, phổ biến nhiều tác phẩm âm nhạc giá trị, giới thiệu các giọng hát trẻ xuất sắc và điêu luyện, thì bỗng dưng những năm gần đây, các trung tâm ca nhạc hầu như đều ngưng sinh hoạt. Khán thính giả không còn được tham dự những buổi thu hình lớn lao, giá trị và đặc sắc như ngày trước. Các giọng hát trẻ không có sân khấu để biểu diễn tài nghệ. Những sáng tác mới không còn cơ hội để phổ biến đến người yêu nhạc ngoài cái phương tiện hạn hẹp qua Internet mà thôi. Nhiều người còn lo rằng với cái tình trạng này thì nền nghệ thuật âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại sẽ đi vào bế tắc. Và trong quan tâm đó thì chúng tôi đã quyết định thực hiện các chương trình ca nhạc trở lại hầu tiếp tục phục vụ khán thính giả trên hệ thống digital online và mong mỏi sự ủng hộ của tất cả quý vị khắp nơi. Kính thưa quý vị, đây là một việc cần làm và phải làm nếu chúng ta muốn nền âm nhạc tại hải ngoại còn tồn tại, muốn con em của chúng ta còn sáng tác nhạc Việt và còn hát tiếng Việt như lời dặn dò của tiền nhân. Tiếng Việt còn, nước ta còn, một nước Việt Nam bên ngoài Việt Nam. Vì thế chương trình ngày hôm nay sẽ gồm toàn những nhạc phẩm được sáng tác tại hải ngoại sau năm 1975 và được trình diễn bởi các giọng hát trẻ, tất cả đều thành danh tại hải ngoại sau 1975. Và thưa quý vị biết không, cả toàn MC cũng rất là trẻ trung. Và tôi là người trẻ nhất ngày hôm nay, thưa quý vị. Hoàn toàn đồng ý. Vâng, thưa quý vị, một trong số những tình khúc được khán thính giả đón nhận rất nồng nhiệt vào giữa thập niên năm 1980, đó là nhạc phẩm 10 năm tình cũ của Trần Quảng Nam. Anh là cựu sinh viên thời Việt Nam Cộng Hòa sang du học ở Hoa Kỳ và cũng được xem là một trong số các nhạc sĩ thuộc thế hệ trẻ sáng tác và xuất hiện sau năm 1975. Kính mời quý vị gặp gỡ tác giả 10 năm tình cũ qua đoạn video ngắn sau đây. Trong gia tài âm nhạc tương đối khiêm tốn của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, nhạc phẩm 10 năm tình cũ là một mốc son ấn tượng. Nhắc đến về nhạc sĩ đa tài này, người ta nhớ ngay đến câu hát nổi tiếng 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, mở đầu khúc nhạc luyến thương da diết cho mối tình xưa. Những năm giữa thập niên 80, nhạc phẩm 10 năm tình cũ bất ngờ nổi lên như một hiện tượng âm nhạc với tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu. Nhạc sĩ Trần Quảng Nam chia sẻ như sau. Bạn bè mới nói là tôi thích nhạc của ông, nhưng mà nhạc của ông nó cao quá, nó cổ điển quá rồi. Làm sao mà ông làm cái bản của nó.
nó nghe nó thương mại một tí, dễ nghe một tí, giống như một lối phát đố đấy. Dạ. Thì cũng nó ớ được, nó làm được. Thì, dạ. Thì cái duyên nó đến là hôm một hôm tôi dọn dẹp cái phòng thì cái quyển hình đó, thì rớt ra cái ảnh của cô bạn gái cũ. À. Xúc động. Trong cái lúc tôi xúc động thì tôi nhớ lại cái mấy anh bạn. Anh nói là ông làm cái bài nào mà nó dễ nghe mà nó thời trang như vậy đó. Yeah. Mà nó có thể dễ nổi tiếng được thì tôi mới phát khởi cho nó cái này dễ quá mà thì tôi làm. Mười năm thì cũng là về cái thời điểm đó. Yeah. Là vào năm 1985. Ừ. Mà mình và rất nhiều người đã rời khỏi Việt Nam vào cái năm 85. Ừ. Còn nó là cái mốc thời gian, là cái mốc tròn trịa đấy. Ừ. Thành thực ra là tôi chọn cái chữ 15 mình cũng. Dạ. Mà đồng thời đó là khi mà tôi nhìn cái ảnh của cái người bạn gái cũ đó. Dạ. Thì tự nhiên cái chữ 15 nó hiện lên này. À. Khoảng cách đó gần 10 năm. Ừ. Tôi như hiện lên trong đầu là 10 năm thì 10 năm không gặp. Ừ. Tưởng tình. Bởi vậy cái chữ 10 năm không gặp là cái chữ đầu tiên. Dạ. Thì từ đó mình làm xong cả bài rồi thì mình mới đọc là 10 năm tình cũ. Bản nhạc 10 năm tình cũ trở nên đặc biệt nổi tiếng từ sau khi bản thu thanh của nữ dân ca Lệ Thu được chọn đưa vào một đoạn phim quan trọng gây xúc động nhất trong bộ phim dài tập Xóm Vắng. Đây là một bộ phim của Đài Loan chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Đình Viện Thâm Thâm của nữ nhà văn Quỳnh Giao. Minh tinh Lưu Tuyết Hoa đảm nhiệm vai nữ chính. Bộ phim được thực hiện vào năm 86 đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Khi trào lưu phim bộ lên đến đỉnh điểm thì phim Xóm Vắng cũng được rất nhiều người yêu thích và đón đợi. Từ thành công của bộ phim, nhạc phẩm 10 năm tình cũ cũng theo đó trở nên nổi tiếng và được yêu thích tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhạc phẩm 10 năm tình cũ được Trần Quảng Nam sáng tác năm 1985, diễn tả trọn vẹn nỗi lòng của những cuộc tình thời đó, gặp nhau, yêu nhau, rồi mất nhau trong thời ly loạn. Cứ tưởng như đã quên, nhưng trong tim lúc nào cũng ấp ủ cả một trời yêu đương và kỷ niệm. Kính mời quý vị nghe lại bản tình ca bất hủ này sẽ được đã được nhạc sĩ Sĩ Đan hòa âm qua phần trình bày của nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến. Năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có con mắt mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng thôi, giã từ kia.
trôi qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trông anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ vẫn còn trong ta, một đời cuồng điên. Trẻ trung đứng bên cạnh Thùy Dương, MC Jimmy. Hello. Jimmy gửi lời kính chào tất cả quý vị khán thính giả có mặt tại SBTN của chúng ta ngày hôm nay. Rất là vui được chào đón tất cả quý vị thật là đông đủ và lần đầu tiên được đứng cạnh MC Thùy Dương. Mặc dù thấy cô này trên video rất là nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thì cũng phải công nhận là cô ở ngoài đẹp hơn trên video gấp nhiều lần. Thank you. Thưa quý vị, càng ngày mấy anh trai này nó càng trẻ quá. Tại vì mình già. Thưa quý vị, bài hát vừa rồi là quý vị thấy là trong video clip có giới thiệu là nằm trong cuốn phim bộ Sớm Vắng. Thì mà nhắc đến tình ca sau 75 thì vào thập niên 80 thì lúc đó chúng ta chưa có video ca nhạc nhiều. Đời sống tị nạn Việt Nam chúng ta thời điểm đó cái niềm vui chính là coi phim bộ. Vì vậy bài hát này nổi bật là nhờ lồng vào trong cuốn phim Sớm Vắng. Và trở về với chương trình ngày hôm nay thì hầu như những người yêu nhạc không ai mà không thuộc vài lời hát của nhạc sĩ tài danh Ngô Thụy Miên. Ông là thế hệ nhạc sĩ của trước năm 75 của miền Nam chúng ta. Tuy có muộn màng so với các nhạc sĩ cùng thời, vì đến năm 1974 thì nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mới bắt tay vào thực hiện cuốn băng là Tình ca Ngô Thụy Miên, gồm có 17 ca khúc. Được sáng tác từ năm 65 tới năm 72, đây được xem là một trong những băng nhạc
được yêu thương nhất trước năm 75 với sự góp giọng của những giọng ca thượng thặng như Thái Thanh, Châu Hà, Khánh Ly, Duy Trác, Lệ Thu, Duy Quang, v.v. Băng nhạc này được thực hiện vào năm 74 nhưng phát hành thì vào năm 75, đầu năm 75. Vào thời điểm mà không còn nhiều người ở Sài Gòn có tâm trạng để nghe nhạc, để thưởng thức tình ca. Và trong một cái hoàn cảnh đặc biệt của những biến chuyển lớn của lịch sử đất nước của chúng ta như vậy, có lẽ không có nhiều người biết đến hay là có dịp nghe những tác phẩm độc đáo này ngay khi nó được phát hành. Mãi sau năm 75, băng tình ca Ngô Thụy Miên bắt đầu được chú ý và dần trở thành một báu vật của những người Việt tha hương yêu hoài niệm về một quá khứ êm đềm của Sài Gòn thời vàng son. Dòng nhạc của Ngô Thụy Miên không chỉ dừng lại ở 17 tình khúc trong cuốn băng nhựa đó, mà sau khi vượt biên, dòng nhạc của ông cũng dồi dào như những trước năm 1975. Nhưng có lẽ một bài mà hầu như tất cả người Việt khắp nơi trên thế giới đều thuộc qua giọng hát thật điêu luyện của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Có thể nói, ca sĩ Tuấn Ngọc thành danh rất lâu trước năm 1975, nhưng với ca khúc Riêng Một Góc Trời được sáng tác vào năm 1996 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã khẳng định chỗ đứng muôn đời của ca sĩ Tuấn Ngọc trong làng âm nhạc Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Riêng Một Góc Trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với phần hòa âm của nhạc sĩ Mai Thanh Sơn và tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Liên. Chốn xưa tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa thương hình dáng anh, vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối, em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn chia cách đôi nào là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. À, còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Thank you.
hôn đã mê say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa? Khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc xa rời. Một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm ấy lòng sao quý vị có thể tưởng tượng là Diễm Liên đi hát lần đầu tiên vào năm 1991. So long time. She looks beautiful, doesn't she? Yep. Vẫn trẻ như ngày nào. Vẫn tuyệt vời. Thưa quý vị, là lúc nãy chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là bên cạnh những tiếng hát của các ca sĩ mà chúng ta quen thuộc, thì ngày hôm nay quý vị cũng thấy sự hiện diện của rất là nhiều những tiếng hát mới. Mà bên cạnh ca sĩ thì MC chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những khuôn mặt mới. Mình có đây Jimmy, rồi một lát nữa quý vị còn được gặp nào là Diễm Quyên, Bảo Ngọc và Thục Minh. Thì anh Nam Lộc và anh Trúc Hồ cũng giải thích là đêm hôm nay chúng ta cũng sẽ có ba thế hệ MC, nghĩa là anh Nam Lộc, rồi sau đó Thùy Dương và các bạn MC kế tiếp. Quý vị biết không, Thùy Dương nhớ mới ngày nào Thùy Dương mới bước chân vào với trung tâm Asia, và trong thời gian đó Thùy Dương là người MC trẻ nhất trong đoàn. Mà đến ngày hôm nay thì trường hợp nó đã thay đổi một chút. Thùy Dương còn nhớ hồi đó đó, anh Nam Lộc, anh ấy cứ nhắc Thùy Dương là đừng gọi anh bằng chú. Thì ngày hôm nay Thùy Dương cũng xin nhắc Jimmy là đừng gọi em bằng chị. Không gọi bằng chị thì gọi bằng gì bây giờ? Bằng em Thùy Dương nhé. Cái đó nghe hỗn mà. Hay bằng cưng. Nhưng mà chúng ta thấy là tiếng Việt chúng ta hay lắm. Có cô, có chú, có ông, có bà, có cha, có mẹ, có lớp lang đàng hoàng. Cho nên trong MC của chúng ta cũng vậy, phải không? Có chú Nam Lộc, có chị Thùy Dương, có Jimmy và có các em nữa. Thì cho nên đây là một cái buổi mà họp mặt văn nghệ mà có nhiều thế hệ từ ca sĩ tới MC. Và để liên tục chương trình thì kính thưa quý vị, trong những năm đầu hợp tác với trung tâm Asia thì nhạc sĩ Trúc Hồ luôn khuyến khích những nhạc sĩ hòa âm, những nhà thơ và kể cả em ruột của mình là nhạc sĩ Trúc Sinh sáng tác ca khúc để góp vào nền âm nhạc hải ngoại. Thì một trong những thể điệu mà ít người sáng tác nhưng mà người Việt Nam mình rất là yêu thích, mà mỗi lần dạ vũ là đầy sàn, đó là nhịp điệu cha cha cha. Và nhạc sĩ Trúc Sinh cũng đã sáng tác một bài theo điệu cha 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 là bài Anh là tia nắng trong em, và lời bài hát của Lê Đức Long. Đây là một tác phẩm trong thời gian đó được rất nhiều người ưa chuộng. Thưa vâng, và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một đoạn video clip về một người nhạc sĩ rất cao giáo, rất đẹp trai, rất trẻ trung, nhạc sĩ Trúc Sinh. Đã từ lâu, nhạc sĩ Trúc Sinh được xem là tứ trụ về hòa âm của trung tâm Asia trước đây, bên cạnh nhạc sĩ Trúc Hồ, Phủ Tuấn Đức và Sĩ Đan. Nhạc sĩ Trúc Sinh là em ruột của nhạc sĩ Trúc Hồ và là thứ nam của nhạc sĩ Trúc Giang. Xuất thân từ gia đình nghệ sĩ, từ lúc 5 tuổi, cậu bé Trúc Sinh đã được cho học nhạc trong lớp nhạc của Trúc Giang, một lớp nhạc nổi tiếng thời bấy giờ và cũng là lớp nhạc tư nhân đầu tiên tại Sài Gòn được thân phụ của anh thành lập vào năm 1968.
Anh học đủ các loại nhạc cụ, nhưng chính vẫn là piano, guitar và trống. Năm 1980, anh vào học trường quốc gia âm nhạc tại Sài Gòn và học thêm môn kèn cũng như môn sáng tác. Vừa đi học, anh còn đi dạy thêm piano và chơi nhạc tại các vũ trường. Đến năm 1994, anh được anh trai là nhạc sĩ Trúc Hồ bảo lãnh, Trúc Sinh sang định cư tại Mỹ và cộng tác với trung tâm ASIA trong vai trò là người đứng đầu ban nhạc của trung tâm này. Sau đó, anh kiêm luôn vai trò nhạc sĩ hòa âm. Trúc Sinh đã cùng với ASIA sản xuất nhiều những CD gây tiếng vang trong nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại. Ngoài ra, Trúc Sinh còn là một nhạc sĩ sáng tác với nhiều bài hát được yêu mến như Anh là tia nắng trong em, bài 20, Hãy yêu nhau đi, đến bên em. Để nói về nhạc phẩm Anh là tia nắng trong em, nhạc sĩ Trúc Sinh chia sẻ như sau. Nhớ không lầm thì cuối năm 95, đầu năm 96 cái đó, thì bài này mình viết cho bà xã mình. Đó, bài Anh là tia nắng trong em, bài muốn cho nó vui, coi như là viết tặng ghệ đó. Bài này là bài mình viết cho giọng của Lâm Thế Vân. Lúc đó ASIA quay ở Montreal. Bài này mình viết giai điệu trước. Thì khi mình viết giai điệu xong, mình đưa cho anh nhạc sĩ Lê Đức Long. Thì mình nói ý nó như vậy đó, thì ảnh viết lời nhạc cho bài này. Đó là anh Lê Đức Long. Bài này khi mình viết cái giai điệu á, là mình đã có luôn cái hòa âm rồi. Nó từ cái intro, cái gian tố và cái ending nó nằm trong đầu mình rồi. Thì khi mình hòa âm nó cũng nhanh lắm. Thì nhiều khi có nhiều bài á, mình viết không á, nó không có phần hòa âm. Thì khi mình hòa âm thì mình mới nghĩ ra. Còn có nhiều bài á, tự nhiên nó thành một cái hòa âm luôn, cũng như mấy cái bài mà nhạc Mỹ. Quý vị mà nghe như khi là Hotel California, nghe tầng 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 là biết bài đó, cũng như là bài Anh là tia nắng, mình muốn là tầng 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 tầng. Đó, nó như vậy đó. Có về Việt Nam mấy chục năm về trước thì tình cờ đi đám cưới người bạn thì cũng nghe họ hát. Thì ra thì cái bài này là một trong những bài mà hát nhiều trong đám cưới nhiều nhất thời đó. Đi đám cưới mình nghe, đi đám cưới mình nghe bài Anh là tia nắng trong em, chẳng lẽ anh nghe đổi thông hai bộ? Chắc chắn là bởi vì nhạc đám cưới Việt Nam mình rất là ít, cho nên bài này khi mà ra là được tất cả những ca sĩ đi hát đám cưới là trình bày rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị cùng thưởng thức Anh là tia nắng trong em, lời của Lê Đức Long, nhạc của Trúc Sinh, với hai tiếng hát đã thành danh từ trung tâm ASIA đầu thập niên 90, Nini và Vina Uyển My. Chẳng có trái tim điện xanh.
Bóng Hồng. Và Diễm Quyên xin được gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán giả của ngày hôm nay. Diễm Quyên rất vui khi được đến với quý vị trong chương trình Tình ca sau 1975 ngày hôm nay, cùng với Bảo Ngọc, các anh chị MC và các ca sĩ được gửi đến những tình khúc lãng mạn cho quý khán giả khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, vào đầu những thập niên 80, đối với những người yêu âm nhạc thì ai cũng thích dòng nhạc hải ngoại trữ tình, lãng mạn, thì không ai là không biết đến một nam ca sĩ. Không những là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ rất tài ba. Anh không chỉ sáng tác giỏi mà còn hát rất là hay. Dòng nhạc của anh có chút ảnh hưởng từ nhạc jazz và cả nhạc pop nữa. Và anh bắt đầu nổi tiếng trong làng nhạc hải ngoại từ cuối thập niên 1980. Nhắc đến đây thì không biết Bảo Ngọc có đoán ra được cái người nghệ sĩ mà Diễm Quyên đang nói là ai không ta? Thưa quý vị, nhắc tới đây thì Bảo Ngọc nghĩ ngay đến người nhạc sĩ mà có những ca khúc rất nổi tiếng vào thời đó, mà đi khắp những quán cà phê hay là phòng trà nào cũng nghe những ca khúc của anh như Con đường màu xanh, Núi tiếc, Dĩ vãng. Vâng, thưa quý vị, trong đó ca khúc Dĩ vãng của anh đã được sáng tác năm 1988 và là nhạc phẩm lần đầu tiên được quay theo thể loại MV được thực hiện bởi đạo diễn Lưu Huỳnh. Dĩ vãng đã được khán giả yêu âm nhạc biết đến khi lần đầu tiên được ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn trình bày trong cuốn Asia số 9. Và hôm nay, Bảo Ngọc xin được mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng hát của nam ca sĩ Philip Huy, được hòa âm bởi nhạc sĩ Sĩ Đan. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
còn thương, còn nhớ đôi ta đêm nào quấn quýt bên nhau thân xác rã rời. Này em, dĩ vãng đã qua, đêm đã mưa xa, tôi vẫn một mình. Còn em nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hãy đã xót xa. Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay, lời yêu thương em hứa cho người là giấc mộng phai. Tình vẫn trong tôi ngập đầy nỗi nhớ, giọng hát buông lời ngọt từng hơi thở, để có mình tôi và những ngày xưa. Yêu em, yêu em. Và tôi sẽ mãi yêu em. Vâng, cũng xin chào cô Bảo Ngọc. Và tôi cũng rất vui đã được làm việc chung với các MC trẻ như cô và đặc biệt là một số các bạn MC khác. Như quý vị chú ý, ngày hôm nay chúng tôi cũng rất hạnh được các cháu tham dự trong chương trình. Vâng. Nhưng mà chú Nam Lộc ơi, nãy giờ ở phần đầu của chương trình đó thì cháu có nghe chú giới thiệu về các nhạc sĩ và ca sĩ tiếp nối. Vâng. Thế hệ đàn anh, đàn chị. Nhưng mà tại sao cháu chưa nghe chú nhắc đến các thế hệ MC ạ? À? Chắc cô này, cô hỏi câu này chắc cô ấy muốn tôi đi về hưu quá. Thực sự thì thú thật với cô, tôi cũng muốn retire lâu rồi. Nhưng mà có lẽ là tại vì chưa tìm được cái người thay thế mà thôi. Sở dĩ như vậy thưa quý vị là bởi vì đa số các bạn trẻ đó đều thích làm ca sĩ và nhạc sĩ. Cô biết tại sao không? Là bởi vì ca sĩ, nhạc sĩ đó thì họ kiếm tiền nhiều hơn là MC nhé. Rồi thì làm việc cũng nhàn hơn. Quý vị để ý thấy là ca sĩ hát có một bài xong rồi có thể là đi vào trong nghỉ ngơi. Còn MC đó thì chúng tôi phải đứng suốt cả chương trình từ đầu đến cuối. Rồi thêm vào đó nữa là ca sĩ hay nhạc sĩ đi show đó thì bán CD, bán DVD phải không ạ? MC chẳng có gì để bán cả. Mà cái quan trọng hơn nữa đó là khi mà điều khiển chương trình, những chương trình nó dài cả 5-6 tiếng mà làm cả hai show, thưa quý vị, nhiều khi đói này, mệt này, mà lên sân khấu cứ phải cười toe toét ra. Đó, thành ra tôi không phải là tôi dọa cô đâu, nhưng mà tôi chỉ muốn nói để cho cô chuẩn bị tinh thần mà thôi. Vâng. Nhưng mà chắc là chú dọa cháu thôi, chứ cháu nghĩ là phải có cái lý do gì đó mà nghề MC rất là cuốn hút. Bởi vì lý do là chị Thùy Dương và chị Kỳ Duyên bỏ nghề luật sư đi làm MC đó chú. Thì chú thấy không? Tại sao chú dọa cháu vậy? Thôi để cháu tiếp nối hai chị đi. Vâng, tôi thấy cô này cũng can đảm thật. Nhưng mà hôm nay tôi muốn dặn cô một cái điều, một chi tiết rất là quan trọng. Và không những cô và các MC, là hôm vừa rồi cô có xem cái chương trình Oscar không? Dạ có. Vâng, thì tôi dặn cô là chớ bao giờ đùa nghịch trên cái tóc của tôi. Dạ, cháu vâng. Rút kinh nghiệm rồi, cháu sẽ không vâng. Bao giờ dám đâu. Nhất là hôm nay có bà xã tôi ngồi ở đây nữa. Ồ, dạ, dạ rồi, dạ, cháu sẽ chú ý. Vâng, kính thưa quý vị, cô này cô ấy rất là can đảm, yêu nghề. Nhưng mà nói ngay ra thì nghề MC cũng dễ kiếm chồng. Dạ, vâng. Cháu bật mí cho chú biết là cháu có chồng rồi. Vâng, thưa quý vị, con em của chúng ta ở hải ngoại hiện nay theo đuổi cũng như phát triển năng khiếu âm nhạc của họ qua nhiều hình thức khác nhau. Ngoại trừ cái nghề MC như chúng tôi vừa nói, các cháu đó, có cháu thì thích sử dụng saxophone, như quý vị đã nhìn thấy. Các cháu thích đánh trống, chơi đàn guitar, violin hoặc là piano vân vân. Còn có cháu thì thích soạn nhạc jazz, nhạc blues hay là nhạc rock. Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị tạm quên đi những bản nhạc Việt Nam quen thuộc, những điệu rumba, bolero thân thiết
để bước vào vườn hoa âm nhạc của thế hệ trẻ, điển hình với cô bé tên là Bi Uyên Phương. Thưa quý vị, Bi Uyên Phương là một cô gái yêu nhạc piano từ thuở nhỏ, nên khi sang Hoa Kỳ, cô đã theo đuổi sự nghiệp và theo học tại trường đại học Berklee College of Music tại Boston. Bi Uyên Phương không phải là một ca sĩ, mà cô là một nghệ sĩ sử dụng đàn dương cầm. Dù chuyên về nhạc jazz, nhưng cô cũng chơi được rất nhiều thể loại khác, và đặc biệt còn là một nhạc sĩ sáng tác. Nhạc sĩ dương cầm Bi Uyên Phương, tên thật Thân Trọng Uyên Phương, tốt nghiệp thủ khoa nhạc viện, chuyên ngành piano cổ điển vào năm 2005. Sau đó, cô nhận được học bổng của Học viện Âm nhạc Berklee. Cô còn tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhạc viện New England. Ngoài sự nghiệp biểu diễn, Bi Uyên Phương còn là hiệu trưởng của Bi Music School do chính cô thành lập tại California. Vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 9 năm 2021, sau khi nhận được 15 đề cử cho giải thưởng âm nhạc tại Hollywood Indie Music Channel, nữ nghệ sĩ dương cầm Bi Uyên Phương đã vinh dự mang về 11 giải thưởng nhờ hai tác phẩm là Tears và Ru Đời Đi Nhé. Trong số các hạng mục đoạt giải, nghệ sĩ dương cầm Bi Uyên Phương đã xuất sắc giành về các giải thưởng tiêu biểu, đó là nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của năm và giải nhà sản xuất của năm. Đã vinh danh Bi Uyên Phương và người cộng tác là nhạc sĩ Duy Trần. Bên cạnh đó, không thể không kể đến các giải thưởng đặc biệt như nghệ sĩ của năm cũng thuộc về người nữ nghệ sĩ tài năng này. Hai sản phẩm âm nhạc hòa tấu đầu tay đã giúp cô chiến thắng các hạng mục trên. Hiện tại, cô cộng tác cùng nhà sản xuất âm nhạc Duy Trần để cho ra các dự án âm nhạc. Sinh ra tại Việt Nam nhưng được đào tạo âm nhạc tại Mỹ, Bi Uyên Phương và Duy Trần đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn trong cách thể hiện màu sắc trong âm nhạc. Cuối cùng, cả hai chọn con đường đưa âm thanh của đàn piano và dàn nhạc giao hưởng làm ngôn ngữ chung để kết nối hai nền văn hóa. Để kết nối hai nền văn hóa quả là một ý tưởng tuyệt diệu trong tâm hồn của những người nghệ sĩ trẻ tuyệt vời. Và thưa quý vị, để khuyến khích các sinh hoạt nghệ thuật của giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại, ban tổ chức có nhã ý trao tặng tấm plaque lưu niệm New Artist of the Year 2021 để vinh danh những thành tựu của cô Bi Uyên Phương. Và thưa quý vị, sau đây Bảo Ngọc xin kính mời chị Diệu Quyên, đại diện bên em đang có Ta Foundation ra sân khấu và xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị Bi Uyên Phương. Bi Uyên Phương xin gửi lời cảm ơn đến quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay, Bi Uyên Phương rất là xúc động. Xin cảm ơn đến anh Trúc Hồ, Trung tâm Trúc Hồ Music, cũng như là chị Diệu Quyên đại diện cho bên em đang có Ta Foundation đã tạo điều kiện cho những nghệ sĩ trẻ như Bi Uyên Phương có dịp đem âm nhạc của mình để giới thiệu tới khán giả hải ngoại. Và xin chúc cho nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Phải nói là lớn mạnh hơn nữa là vì bây giờ đã sau 1975 rồi quý vị ơi. Bài hát của Uyên Phương mới sáng tác vừa rồi là 2021. Thì hy vọng rằng càng ngày chúng ta sẽ càng có nhiều nhân tài ở nước Mỹ hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn Bi Uyên Phương và xin cảm ơn chị Diệu Quyên. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay bên cạnh dòng nhạc vàng, nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình, nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta cũng nên có thêm những dòng nhạc jazz lãng mạn và tràn đầy nghệ thuật của thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Kính mời quý vị thưởng thức một sáng tác không lời của Bi Uyên Phương. Đó là nhạc phẩm Reflect qua tiếng đàn dương cầm của chính tác giả sau đây. Thank you.
Bảo Ngọc ơi, cho Diễm Quyên hỏi nè. Diễm Quyên để ý thấy có rất nhiều ca khúc được sáng tác với chủ đề là biển. Cũng có sông, có núi, hoa lá, cỏ cành. Nhưng mà đặc biệt là những chủ đề về biển thì có rất là nhiều. Không biết Bảo Ngọc có thích biển không ta? Thưa quý vị và thưa Diễm Quyên, Bảo Ngọc là một trong những người rất là yêu biển. Có lẽ vì do sinh ra và lớn lên ở một nơi có rất là nhiều đồi núi, đó là Đà Lạt. Nên thành ra mỗi lần mà được đi tới biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, đi dạo trên bờ cát trắng, hay là nhìn những hàng dừa xanh ngắt tung bay trong gió, làm cho tâm hồn của Bảo Ngọc cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng và bình yên hơn. Có lẽ đó cũng là lý do mà biển đã mang lại nhiều cảm hứng sáng tác cho các thi nhạc sĩ. Vâng, thưa quý vị, có lẽ từ nguồn cảm hứng đó mà nhạc sĩ Sĩ Đan với gần 20 ca khúc sau hơn 2 thập kỷ sáng tác của anh đã rất thành công. Nhưng mà có một điều nho nhỏ là nhạc sĩ Trúc Hồ gần đây có đã chia sẻ với Diễm Quyên rằng có một ca khúc mà động lại trong lòng nhạc sĩ Trúc Hồ mà anh rất là yêu thích. Và bản thân Diễm Quyên cũng rất là mê bài đó của anh Sĩ Đan luôn. Đó chính là ca khúc Vùng Biển Vắng, được ra đời vào năm 1999. Nhạc sĩ Trúc Hồ còn nói nhỏ với Quyên rằng anh luôn mong muốn mình sẽ viết được một ca khúc có cái giai điệu và tuyệt tác và cảm xúc như Vùng Biển Vắng. Thật sự, đây là một trong những bản tình ca về biển hay nhất mà Diễm Quyên từng được nghe. Và kính thưa quý vị, hôm nay với lời yêu cầu đặc biệt đến từ nhạc sĩ Trúc Hồ, chúng ta sẽ được thưởng thức ca khúc Vùng Biển Vắng do chính nhạc sĩ Sĩ Đan sáng tác, hòa âm và trình bày. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Có một tình yêu vừa mới hấp hối trong đêm cô liêu, cuộc tình đã ra đi hôm nào để mình ai bên bờ vắng. Tháng ngày quanh hiu nghe tiếng sóng vỗ mênh man từng chiều, một người mãi lang thang đi tìm vòng tay đã xa nghìn trùng, chỉ còn mưa gió đến ôm đời anh, chỉ còn giông tố trên vùng biển vắng. Biển vắng lời thì thầm hòa cùng tiếng gió, biển nhớ lời nguyên thế ngày xưa đã mất. Em trong vòng tay muốn giữ em trong mộng say, mà giờ đây chỉ còn sóng vô về trên cát. Vùng biển vắng chuyện tình yêu nhỏ trong dĩ vãng, biển nhớ một bài ca dở dàng đã mất. Tình ta gió mưa đến bao giờ qua, để chiều nay biển vắng em biển nhớ. Giông tố trên vùng biển vắng, hey,
trên cuộc tình ta. Gió mưa đến bao giờ qua, đến chiều nay biển vắng em, biển nhớ em. Để chiều nay biển vắng em, biển nhớ em. Kính thưa quý vị, có thể nói anh Bằng là người nhạc sĩ có cây đũa thần cho những tác phẩm phổ thơ. Bởi vì bất cứ một thi phẩm nào mà được ông phổ nhạc đều trở thành nổi tiếng. Thí dụ như là Chuyện Hoa Sim, Chuyện Giàn Thiên Lý, Khúc Thủy Du, Anh Cứ Hẹn, Nếu Vắng Anh hay là Trúc Đào v.v. Điểm đặc biệt là bất cứ bài thơ nào không cần biết của ai, nhưng nếu cảm hứng được thì ông đều sử dụng. Điển hình như là vào năm 2002, khi tình cờ đọc được những bài thơ của thi sĩ Phan Thành Tài như là Anh Còn Nợ Em, Anh Còn Yêu Em v.v. được đăng tải trên một tờ báo địa phương, nhạc sĩ Anh Bằng rất thích và đem ra phổ nhạc ngay. Những bài hát này đã được các ca sĩ Gia Huy, Thiên Kim, Diễm Liên, Nguyên Khang trình bày rất nhiều lần và khán giả khắp nơi trên thế giới đều thuộc nằm lòng với cái giai điệu rất lãng mạn, trữ tình. Nhưng sau nhiều năm cố gắng, nhạc sĩ Anh Bằng vẫn chưa tìm ra tung tích về người thi sĩ kỳ bí này. Cho nên vào năm 2008, ông đã nhờ tôi nhắn tin trên cái cuốn DVD Asia số 62 khi tôi giới thiệu nhạc phẩm Từ Thủa Yêu Em. Đây cũng là bài thơ thứ ba của thi sĩ Phan Thành Tài vừa được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Và thế rồi trong một dịp đi lưu diễn ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, anh Nam Lộc đã được gặp cháu gái của thi sĩ Phan Thành Tài, tìm gặp và trao tặng một tập thơ của ông có tên là Tìm Em, Tình Em Còn Đó, được xuất bản gần 20 năm về trước, gồm hơn 100 bài, trong đó có cả những bài đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc như Anh Còn Nợ Em, Anh Còn Yêu Em và Thủa Ấy Yêu Em v.v. Qua lời nhắn trong lá thư kèm theo tập thơ thì anh Nam Lộc đã liên lạc và nói chuyện trực tiếp với hiền thê của nhà thơ Phan Thành Tài là bà Lê Thị Bảo Chánh. Và có ngờ đâu là gia đình thi sĩ cũng đang cư ngụ tại quận Cam, California và rất gần với hội trường của chúng ta đêm hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, sau đó thì nhạc sĩ Anh Bằng đã cùng với nam ca sĩ Nguyên Khang đến thăm nhà thơ bí ẩn này. Nhưng hỡi ơi, ông đã ra người thiên cổ. Và đến lúc đó người ta mới biết được lý lịch của thi sĩ Phan Thành Tài. Ông là họ Phạm chứ không phải là họ Phan như là tờ báo đã viết sai. Ông là một bác sĩ đông y và cũng là một cựu tù nhân chính trị đến Hoa Kỳ theo diện HO sau 8 năm tù, tù đầy trong các trại cải tạo. Và thưa quý vị, cuộc hội ngộ giữa nhạc sĩ Anh Bằng và bà Phạm Thành Tài đã diễn ra thật là cảm động, đầy chân tình và kỷ niệm. Bà Phạm Thành Tài cho biết là đã có được nghe những bài hát do nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc của chồng bà từ vài năm qua. Gia đình bà rất lấy làm sung sướng và hãnh diện. Bà nói, nhiều lần tôi cũng muốn liên lạc để mà gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Anh Bằng cũng như là các ca sĩ trình bày. Nhưng mà tuy nhiên là bà ngại, rất là sợ hiểu lầm là bà muốn đòi tiền tác quyền của những bài thơ do chồng mình sáng tác, nên bà lại thôi. Mãi cho đến khi nghe cái phần nhắn tin trên DVD Asia 62 thì gia đình mới quyết định liên lạc, và điều mong mỏi duy nhất của bà Phạm Thành Tài là được gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Anh Bằng cùng các ca sĩ trình bày, đồng thời trao tặng cho nhạc sĩ Anh Bằng tập thơ của thi sĩ với hy vọng là nếu mà có những bài nào thích hợp mà nhạc sĩ cảm thấy lấy lầm có hứng, cảm hứng thì xin nhạc sĩ cứ tùy nghi tiếp tục phổ nhạc. Và khi chuẩn bị chương trình ngày hôm nay thì nam ca sĩ Nguyên Khang là người đã trình bày thành công nhạc phẩm Anh Còn Nợ Em, có yêu cầu nhạc sĩ Trúc Hồ nói rằng
Xin chúc Hồ cho anh được hát bản Anh Còn Yêu Em với cái hòa âm mới mẻ và riêng biệt, thay vì cứ phải hát theo liên khúc với các nhạc phẩm khác như trước đây. Và lời yêu cầu đó đã được thực hiện. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Anh Còn Yêu Em, nhạc Anh Bằng, thơ Phạm Thành Tài, hòa âm Trúc Hồ qua giọng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Còn yêu em như ngày xưa ấy, chiều xuống mờ sương, cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em, đường xanh ngực nở. Anh còn yêu em, lòng tim rạn vỡ. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc rủ, anh còn yêu em. Anh còn yêu em, tranh vanh mi buồn, tranh vanh mi buồn. Anh còn yêu em, nụ hôn xim tím, áo nhau qua đêm. Anh còn yêu em, buồm trăng dương cánh khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên, sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai 16. Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm, anh còn yêu em. Anh còn yêu yêu em, nụ hôn xim tím, áo nhau qua đêm. Anh còn yêu em, buồm trăng dương cánh khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên, sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai 16. Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm, anh còn yêu em. Ca khúc
10 năm yêu em được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên sáng tác vào năm 1985. Đây là một ca khúc mang nặng những nỗi niềm của tác giả. Nỗi niềm của một cuộc tình 10 năm. Nỗi niềm của những năm tháng lận đận sau khi bị mất nước. Ông đã bị ở tù, không có giấy tờ, không có nhà cửa. Nhưng nhờ một người em gái đã âm thầm cứu giúp đỡ ông, đã cưu mang ông trong vòng 10 năm lận đận đó. Vì hoàn cảnh, cô gái đó đã vượt biên với gia đình và đi trước, và ông đã cố gắng rượt theo nhưng không kịp vì cô đã lập gia đình sau khi tới hải ngoại. Thùy Dương có biết vì sao mà ông rượt theo mà không kịp không? Tại sao vậy? Vì ông chậm quá. Không, ông có nói là ông chậm trong bài hát của ông là bài Tình Ca Mùa Đông. Đó là bài tango đầu tiên mà ông sáng tác ở hải ngoại. Trong đó có câu là anh cố bước đôi chân chậm quá, cho nên ông vượt mất người yêu. Và đặc biệt là nhạc sĩ Trúc Hồ có chia sẻ là trong khán phòng này hôm nay có người em gái đó. Em gái đây trong ngoặc kép chứ không phải là em ruột nha. Người đã cưu mang ông, người đã giúp ông. Và nhờ người em gái đó mà chúng ta có nhiều bài tình ca của Trầm Tử Thiên rất là xuất sắc. Cho nên chắc chúng ta cũng không tiếc tặng cho người em gái đó một tràng pháo tay. Yes. Cái chữ chậm nó trong nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì ông không quyết định được nên ông đã vượt mất người yêu. Nhưng 10 năm yêu em vẫn là mãi mãi, hay 10 năm ta thấu tình cuồng si. Đây không phải là những lời hát tưởng tượng. Đây là lời hát từ những giọt nước mắt, từ những nỗi đau, từ những nỗi nhớ của một nhạc sĩ nhìn ở ngoài như là một ông thầy, nhưng mà bên trong tâm hồn thì lai láng tình cảm và lãng mạn vô cùng. Thưa quý vị, 10 năm yêu em, một trong những tác phẩm thành công nhất của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên sau năm 1975, ghi lại một mối tình sâu đậm nhất trong cuộc đời của ông. Hôm nay, 10 năm yêu em sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát thật là điêu luyện của nam ca sĩ Thế Sơn. Em thấm đời mộng mị, 10 năm yêu em, ta thấu tình cuồng si. 10 năm yêu em, ta hóa thành chiếc lá trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống. Tình chưa yên vui bên sóng đời cuồng nộ, chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương. Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối, nhưng em tình vẫn hát từ bên chờ. Ôi ta nhớ những năm mộng biển, hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng. Giữa cằn cỗi chợt nghe tình sao xuyến, ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân. Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng, dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong. 10 năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi, xin em cùng ta hát để nhớ hoài. Thank you.
ôi ta nhớ những đêm năm mộng biển, hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng. Giữa cằn cỗi chợt nghe tình sao xuyến, ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân. Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng, dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong. Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi, xin em cùng ta hát để nhớ hoài. Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi, xin sĩ Sĩ Đan là trong một trong những người dựng lên nền âm nhạc gắn bó với trung tâm ESA suốt hơn 2 thập niên, cùng với nhạc sĩ Trúc Hồ, Trúc Sinh và Vũ Tuấn Đức. Họ đã mang đến những dòng nhạc mới sau năm 1975. Những sáng tác của anh mang lại sự tươi đẹp, đầy phấn khởi, cho dù cuộc tình có buồn, nhưng dòng nhạc của anh vẫn rất vui tươi và hiện đại. Năm 1996, anh đã được trung tâm ESA mời cộng tác và trình diễn ca khúc Con Tim Mù Lòa do chính anh sáng tác, và đã giúp cho tên tuổi của anh vang dội khắp hải ngoại và được biết đến là một ca nhạc sĩ. Và Bảo Ngọc còn biết một điều gì nữa không? Đó là nhạc sĩ Sĩ Đan còn có tài sử dụng những nhạc cụ điện tử hòa với những nhạc cụ cổ điển để cho ra những tác phẩm mang đậm chất riêng của mình, chất của nhạc sĩ Sĩ Đan. Và cho đến ngày hôm nay, anh vẫn tiếp tục với niềm đam mê âm nhạc này và muốn cống hiến hết mình để tìm kiếm những tài năng mới. Anh đã kết hợp với Angel Gia Hân, một ca sĩ trẻ đầy triển vọng bước ra từ cuộc thi SBTN Voice, cuộc thi tìm kiếm tài năng rất thành công của đài truyền hình SBTN đó. Nhạc sĩ Sĩ Đan đã dành rất nhiều thời gian để giúp Angel Gia Hân trau chuốt cái bài hát này một cách tốt nhất. Và sau đây, Diễm Quyên xin mời quý khán giả cùng thưởng thức ca khúc trẻ trung, sôi động của nhạc sĩ Sĩ Đan, Khát Khao Yêu, qua giọng hát lôi cuốn của nữ ca sĩ Angel Gia Hân. Losing my mind, I'm burning inside.
đắm say ái ân ngất ngây mãi không buông rời khi vòng tay ghi xiết thân nào run trong từng giây từng phút đều trao dâng khát khao có anh gần bên trong chương trình này thì quý vị thấy nãy giờ thì thế hệ MC trước đứng chung với thế hệ MC sau. Trong tiết mục này chắc là duy nhất mà cái màn MC thấy xứng đôi vừa lứa nhất đó quý vị. Em nói gì? Đúng rồi, hôm nay em cũng rất là vui khi được quay trở lại đứng trên chung sân khấu cùng với anh Jimmy. Lần cuối được đứng chung với anh là hồi show Valentine ha. Đừng có rung quá. Đúng rồi. Hồi show Valentine là cách đây cũng hơn 2 tháng rồi, anh em có rất là nhiều kỷ niệm với nhau. Và anh Jimmy nè, không biết anh có biết một cái câu hát này không nha, để em nói thử nha. Là làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Câu hát này đã được rất nhiều người Việt Nam chúng ta thuộc nằm lòng. Vì đây là lời thơ của nhà thơ Đặng Hiền trong bài Tiễn Đưa. Và nhạc sĩ Lê Đức Long tài tình đã đưa những dòng thơ này vào thể loại điệu nhạc trữ tình, lãng mạn của Việt Nam chúng ta. Dạ vâng, bài Tiễn Đưa với thể điệu bolero. Người Việt Nam chúng ta có bolero nhưng mà gọi là bolero mùi, riêng biệt rất là Việt Nam. Bài Tiễn Đưa là một tác phẩm rất thành công vào năm 1995 với tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh trên sân khấu của Asia. Jimmy giới thiệu bài hát này một lần nữa ngày hôm nay. Dòng thơ của Đặng Hiền và dòng nhạc của Lê Đức Long kết hợp trong bài Tiễn Đưa thật là tuyệt vời. Và sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiễn Đưa thơ Đặng Hiền, nhạc Lê Đức Long với tiếng hát huyền thoại của dòng nhạc vàng Tuấn Vũ.
Thưa quý vị, chúng tôi được biết là tác giả các khúc vừa rồi là nhà thơ Đặng Hiền và nhạc sĩ Lê Đức Long có mặt ở đây. Xin gửi lời cảm ơn đến hai tác giả, một tràng pháo tay rất lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh. Kính thưa quý vị, hơn một tháng qua, hàng tỷ người trên thế giới đã cùng khóc với dân tộc Ukraine. Cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp nơi đã cùng thao thức với người dân Ukraine. Không ai có thể tưởng tượng được cái nỗi kinh hoàng của một cuộc xâm lăng tàn bạo và trắng trợn có thể xảy ra trong cái thế kỷ thứ 21 này, khiến cho hơn 4 triệu người đã phải bỏ nước ra đi. Những bà mẹ, những người vợ đã phải bồng bế con thơ rời bỏ nơi mình đang sinh sống, để lại người chồng, người cha cầm súng chiến đấu tử thủ để bảo vệ quê hương, mà không biết còn gặp lại nhau nữa hay không. Trong hoàn cảnh đau thương đó và để chia sẻ sự mất mát của người dân Ukraine, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi đã cùng với đài truyền hình SBTN và tổ chức Bên Em Đang Có Ta thực hiện một cuộc quyên góp để gửi tiền trợ cấp trực tiếp đến chính phủ Ukraine, hầu xoa dịu một phần nào đó vết thương chiến tranh mà họ đang phải gánh chịu. Tính đến ngày hôm nay, số tiền mà chúng ta đã nhận được trên 300.000 đồng. Vâng, và dĩ nhiên phải cảm ơn rất nhiều quý vị trong số này đã đóng góp một cách rất là tích cực. Và thưa quý vị, nhìn những đứa trẻ với đôi mắt lạc thần vì kinh sợ trước hàng ngàn tấn bom rồi xuống quê hương của chúng, nhạc sĩ Trúc Hồ chợt nhớ lại cái nỗi kinh hoàng mà chính anh đã phải trải qua khi vừa 16 tuổi. Lúc đó Trúc Hồ vượt biên bằng đường bộ một mình. Cảm tưởng hãi hùng cái lúc mà anh ấy nhớ lại khi mà bị một tên Khmer Đỏ nó chĩa súng vào đầu để bắn nếu mà anh không đưa tiền hay là đưa vàng gì cho hắn. Hình ảnh thuở xưa cùng với những ánh mắt không hồn của những đứa trẻ tị nạn Ukraine ngày nay đã khiến Trúc Hồ sáng tác nhạc phẩm Hello Lost Eyes với sự cộng tác của hai người con của Trúc Hồ là các cháu La La, Lý Bạch và đặc biệt với một người bạn luật sư trẻ, cô Thục Minh. Kính thưa quý vị, Thục Minh là một thiếu nữ rất đặc biệt. Cô tốt nghiệp bằng cử nhân về kinh tế và công quyền tại Đại học Harvard vào năm 2010 và bằng tiến sĩ luật tại Đại học Stanford vào năm 2014. Cô từng phục vụ với tư cách cố vấn của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời là cố vấn pháp lý cho cố thượng nghị sĩ John McCain cho đến ngày ông qua đời. Hiện nay cô đang làm cố vấn đặc biệt cho một tổ hợp luật sư rất nổi tiếng. Thì Dương xin quý vị chào đón luật sư Thục Minh. Thục Minh rất hân hạnh được có mặt ngày hôm nay, là một người tị nạn và là một người con trong gia đình HO. Ba Thục Minh là trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ bé, Thục Minh phải xa quê hương, phải xa ông nội và bà ngoại. Nên Thục Minh cảm nhận được cái nỗi đau thương và nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Khi viết lời cho bài nhạc Hello Lost Eyes với anh Trúc Hồ, La La, Lý Bạch, Thục Minh thấy mình trong những lời của bài nhạc gửi từ cái tấm hồn của cộng đồng tị nạn mình đến người Ukraine. Lời Hello Lost Eyes, chào đôi mắt lạc lõng. Despite stars falling from the sky, mặc dù các vì sao trên trời vẫn rơi, wondering why the sun is not shining, hỏi chăng vì sao trời không sáng, why the moon is not bright, vì sao vầng trăng không chiếu, please don't be scared, don't cry, xin đừng sợ hãi, xin đừng nhỏ lệ. There's heaven and earth in your eyes, trong đôi mắt em là cả trời và đất. Như bao nhiêu triệu người Việt Nam phải rời bỏ quê hương, phải rời bỏ gia đình để tìm cuộc sống, tương lai, tự do. Và tự do đó đã và sẽ đến như lời bài nhạc Dark skies turn blue, trời tối đen sẽ sớm thành xanh.
giống như những giọt nước mắt của người Ukraine và Việt Nam, đi đôi như đôi mắt của cô bé và cùng đi đôi với hai nốt nhạc bắt đầu của bài Hello Lost Eyes, Chào Đôi Mắt Lạc Lõng. Wow, cảm ơn Thục Minh. Thật là đầy đủ ý nghĩa và cảm xúc phải không thưa quý vị? Sau đây chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Hello Lost Eyes qua hai giọng hát Lillian và Sĩ Đạt. Hello Lost Eyes, going through the darkest time of your life. Despite stars falling from the sky, hello lost eyes, looking for some place safe to call home. Hello gazing at the stars up high, wondering why the sun is not shining, why the moon is not bright. Only haze in the sky. Please don't be scared, don't cry. There is heaven and earth in your eyes. You're, but not alone. Our hearts and thoughts are with you. Dark sky turns. Thùy Dương được biết là anh Nam Lộc là một trong số những người viết sáng tác đầu tiên ở hải ngoại. Nhưng hầu hết là đều là những ca khúc viết về thân phận, về quê hương và tị nạn như là Sài Gòn ơi vĩnh biệt, Người di tản buồn, Xin đời một nụ cười, vân vân. Vậy thì đến năm nào con tim của anh Nam Lộc mới vui trở lại và bắt đầu viết nhạc tình ca? Thật sự thì thưa cô và thưa quý vị, vào năm 1978 đó thì tôi đã gặp được người tình trăm năm của mình. Thế nhưng mà mãi cho đến năm 1980, tức là 2 năm sau,
tôi mới sáng tác bản tình ca đầu tiên của tôi. Nhưng mà không có phổ biến, tôi chỉ tặng cho nhà tôi và một số các thân hữu và khách đến tham dự cái ngày đám cưới của tôi mà thôi, và không muốn phổ biến ra ngoài. Như vậy thì người di tản buồn Nam Lộc lúc đó cũng bớt buồn rồi, phải không anh? Dạ vâng, thì dĩ nhiên có đôi có lứa thì nó cũng không còn cô đơn nữa. Tôi còn nhớ lúc đó chị Khánh Ly vẫn thường hay đùa gọi tôi là người di tản buồn. Thì chị đăng cái tin vui trên tờ báo, chị để là người di tản buồn cười. Tại vì tôi có cái hình mà tôi đang chụp ở đám cưới. Vậy dạ, chị gọi anh là người di tản buồn cười à? Cô làm MC thì cô phải nói để cho các em nó bắt chước. Cô ấy đọc phải có dấu chấm phẩy. Người di tản buồn cười. Chứ cô nói là người di tản buồn cười thì đâm ra người di tản buồn cười. Đúng. Vâng, thưa quý vị, rất là chính xác. Thì có thể nói rằng là trong cái thời gian đó thì quý vị nhìn thấy cái tấm ảnh ở trên màn hình đó, nhạc sĩ Đức Huy làm phù rể, và anh Đức Huy đã tặng vợ chồng tôi cuốn cassette gồm có những sáng tác đầu tiên của anh tại hải ngoại. Đó là những bản như là Yêu Em Dài Lâu, Đường Xa Ướt Mưa, Một Tình Yêu, vân vân. Và có thể nói Huy là một trong số những nhạc sĩ sáng tác tình ca sớm nhất tại hải ngoại. Vào cái thời điểm đó, những cái tình khúc mượt mà, êm đềm và tươi mát của Đức Huy tựa như những giọt nước trên sa mạc của những kẻ lữ hành. Họ khao khát được nghe và được hát những tình khúc của Đức Huy. Rồi thì từ cái nguồn cảm hứng đó, Đức Huy đã liên tục tung ra các tình khúc khác như là Và Tôi Cũng Yêu Em, Người Tình Trăm Năm và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Cho đến năm 1988 thì Đức Huy cho ra đời nhạc phẩm Đừng Xa Em Đêm Nay. Bài hát này do nữ ca sĩ Thảo My và cũng là người bạn đời của Đức Huy thuở đó trình bày. Tình khúc mà Đức Huy vừa viết đã đánh dấu một Đức Huy thật là khác biệt, một cái sự đổi mới trong cách sử dụng tiết tấu cũng như nhịp điệu. Nó có tính cách đại chúng và gần gũi với người nghe hơn. Chính vì thế mà nhạc phẩm này đã được đón nhận một cách nồng nhiệt và rộng rãi ngay cả tại Việt Nam lúc đó. Thưa quý vị, bản Đừng Xa Em Đêm Nay hầu như vang lên ở tất cả các quán nhạc, phòng trà tại Việt Nam trong thời điểm đó. Hôm nay kính mời quý vị nghe lại nhạc phẩm Đừng Xa Em Đêm Nay với phần hòa âm của Mai Thanh Sơn qua phần trình bày của giọng hát trẻ Tú Anh. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết.
xa em đêm nay. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong giấc ngủ yên, đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em, những sao xuyến đã ngủ quên. Đừng xa em đêm nay, khu phố quen đã ngủ say. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em. Đẹp như vậy mà đừng xem đêm nay sao được, phải không quý vị? Nhắc đến nhạc sĩ Đức Huy đó, Thùy Dương, thì Jimmy thấy là nhạc của ông rất là được phổ biến và nhiều người hay đổi tựa lắm. Như là bài Người Tình Trăm Năm thì bị đổi là Người Tình 500. Yes. Còn bài vừa rồi Thùy Dương biết bị đổi là gì không? Đừng Tha Em Đêm Nay. Vâng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Lam Phương là một đại cổ thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Dòng nhạc của Lam Phương từ trước năm 1975 được khán thính giả đón nhận nồng nhiệt như Thành Phố Buồn, Kiếp Nghèo, Nắng Đẹp Miền Nam, những bài hát mang đậm hình ảnh của quê hương. Sau cuộc đổi đời, ông tị nạn tại hải ngoại, dòng nhạc của ông cũng dồi dào không thua gì những năm trước năm 1975. Bài hát Cho Em Quên Tuổi Ngọc là một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, sáng tác vào thập niên năm 1980 tại Pháp Quốc, mang âm hưởng Tây Phương, hơi khác biệt so với những dòng nhạc thông thường mà Lam Phương thường hay viết. Đây là bài duy nhất mà ông viết bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. Bài hát được nhiều ca sĩ trình bày trong gần 40 năm qua, được nhiều người yêu thích, nhưng ít người biết hoàn cảnh xuất xứ của bài hát này. Nữ ca sĩ Bạch Yến kể là khi nhạc sĩ Lam Phương hoàn thành xong tác phẩm này, ông đã đến gặp cô và nói rằng là ông sáng tác Cho Em Quên Tuổi Ngọc là dành riêng cho giọng ca của Bạch Yến. Tuy nhiên là ông chỉ sáng tác bài này để cho tiếng hát của Bạch Yến thôi, chứ còn nội dung về người con gái trong bài hát này là viết về người khác. Thùy Dương biết rằng là Jimmy có dịp phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương rất là nhiều lần trước khi mà ông rời xa chúng ta. Thì Jimmy có hỏi nhạc sĩ Lam Phương về nhân vật của nhạc phẩm Cho Em Quên Tuổi Ngọc. Chắc chắn là có. Bởi vì Jimmy có dịp gặp bác Lam Phương thì cũng tò mò và hỏi bác viết bài đó cho ai. Thì bác Lam Phương có chia sẻ rằng là vào những năm 80 thì khi mà bác Lam Phương còn ở Pháp thì có một người bạn rất yêu văn nghệ đang thực hiện một cuốn phim và nhờ nhạc sĩ Lam Phương viết nhạc phim
Nội dung cuốn phim nói về cuộc đời phản chiến của một cựu nữ sinh vào đầu thập niên 70. Sau khi 75 thì cô gái đã vượt biên và nhớ lại những việc mình làm, hối hận về những hành động bộc phát khi xưa đã vô tình gây ra những cái hậu quả to lớn cho miền Nam. Cho nên nhạc sĩ Lam Phương có viết những câu sau đây: cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình, cho em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi. Cô rất ân hận và tìm đến men cây để quên đi sự việc đã qua. Cô sinh viên năm xưa cũng nguyện rằng mong muốn sau này khi hoa tàn úa xanh xao, phong ba dập vùi, sẽ được trở về quê hương rồi chọn cái chết trên quê hương để chuộc lại lỗi lầm. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời. Rồi đức mẹ bao la, nhân từ cũng sẽ tha thứ cho những người con lầm lạc ôm lấy trong niềm yêu thương đời đời. Câu chuyện này đã được nhạc sĩ Lam Phương kể lại trong một lần Jimmy phỏng vấn ông. Và ông cũng cho biết là cái phần lời Pháp của bài này là Chez toi, là không có liên quan gì với lời Việt là bài Cho em quên tuổi ngọc. Đó là một câu chuyện tình đau thương và cay đắng mà thôi. Bài Cho em quên tuổi ngọc có lẽ là một trong số ít bài hát mà nhạc sĩ Lam Phương sáng tác theo đơn đặt hàng mà được khán thính giả yêu thương tới ngày hôm nay. Tuy nhiên thì như Lam Phương tâm sự, ông đã viết bài này với trọn con tim và tâm hồn và đặt rất nhiều cảm xúc của mình vào, nên bài hát được khán giả đón nhận nồng nhiệt và rất được yêu thích và trở thành một trong những top hit của Lam Phương ở hải ngoại. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Cho em quên tuổi ngọc của Lam Phương với tiếng hát của nữ ca sĩ AV. Mộng áo xa xôi thơ ngây ngày nào, em quên được phút trong tay mưa bay sạt sao. Đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu. Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình, em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình. Thế gian còn ai, em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời. Hơi men lòng cũng chẳng đủ say thêm cho đầy giấc mộng chua cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ, uống cho thật say, uống quên ngày mai thế gian đổi thay. Quanh ta có đời còn chi trong tàn úa xanh xao, phong ba sắp vui. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời. Cho đầy giấc mộng chua cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ, uống cho thật say, uống quên ngày mai thế gian đổi thay.
xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi giấc mơ nhỏ nhoi, đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời. Giấc mơ nhỏ nhoi, đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời. Tình yêu là một cảm xúc rất thú vị và tuyệt vời mà Bảo Ngọc tin chắc rằng trong hầu hết chúng ta ai cũng đã từng trải qua. Vậy cho Bảo Ngọc hỏi Diễm Quyên là Diễm Quyên đã từng yêu ai mà đêm nhớ ngày mong và không muốn rời xa chưa? Bảo Ngọc hỏi khó quá à. Đúng như lời Bảo Ngọc đã nói, hầu như ai trong chúng ta cũng đã trải qua những cảm xúc của tình yêu. Và Diễm Quyên cũng không ngại lệ. Tuy vẫn còn khá trẻ, nhưng Diễm Quyên cũng đã từng trải qua những mối tình yêu say đắm. Lúc nào cũng nhớ về người mình yêu, mặc dù chỉ xa nhau có một chút thôi đó. Không gặp là buồn và chẳng làm được cái gì hết. Y như câu nói, yêu là chết trong lòng một ít vậy đó. Nhưng mà Bảo Ngọc biết không, thà vậy, chứ không thì cuộc đời sẽ thật nhạt nhẽo nếu mà chúng ta không được sống trong tình yêu, phải không ạ? Thưa quý vị, nói về chủ đề tình yêu, thì trong thời gian cộng tác với trung tâm Asia, nhạc sĩ Trúc Hồ hay có khuynh hướng khuyến khích các ca sĩ sáng tác chung với anh, nhất là những ca sĩ trẻ. Năm 1996, anh cùng với ca sĩ Sheila đã sáng tác ca khúc Day and Night of Missing You, tạm dịch là Ngày Nhớ Đêm Mong như Bảo Ngọc đã nói đó. Ca khúc này đã được rất nhiều giới trẻ thời đó yêu thích, mặc dù chỉ được viết bằng tiếng Anh thôi chứ không có viết bằng tiếng Việt. Diễm Quy biết không, Bảo Ngọc cũng từng nghe nhạc sĩ Trúc Hồ tâm sự rằng anh đã ấp ủ rất nhiều năm để viết lời Việt cho ca khúc này. Nhưng không hiểu lý do vì sao, đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng rằng trong tương lai, nhạc sĩ sẽ gửi đến chúng ta ca khúc này lời Việt. Còn bây giờ, qua phần hòa âm rất mới của nhạc sĩ Sĩ Đan, ca khúc Day and Night of Missing You sẽ được gửi đến quý vị qua phần biểu diễn của nam ca sĩ Đoàn Phi cùng với những bước nhảy nhẹ nhàng, khó đoán nhưng đầy cương quyết của anh cùng với vũ đoàn Hollywood. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lost alone tonight without you in my life, needing you by my side, time passing by, candles around my room crying out your name, reaching to find your heart to take away all my pain. I'm missing you. Lonely nights, I'm wanting you. Miss the day, I'm loving you. My love, my love. Time goes by, not having you. Wonder life I had with you. Days and nights, I'm missing you. Sun go down, I need you by my side. Every time I see you cry, that tell me it's not a lie. Rain falling down, darkness all around, emptiness fills my heart, a love torn apart. What
to prove my love for you. Give me just one more chance to be in love again. Days and nights, I'm missing you. Lonely night, I'm wanting you. Miss the days of loving you. My love, my love. Times goes by not having you. Wonder life I had with you. Days and nights I'm missing you. My only love. Days and nights I'm missing you. Lonely nights I'm wanting you. Miss the days I'm loving you. My love, my love. Times go by not having you. Wonder lie I had with you. Days and nights I'm missing you. My only love. Days and nights I'm missing you. I'm missing you. Lonely nights I'm wanting you. I'm wanting you. Miss the days I'm loving you. My love. You, you're my only love. He got it. He got it. Nóng quá. Kính thưa quý vị, bốn nhạc sĩ hòa âm nổi danh của chúng ta đó là nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Sĩ Đan, Vũ Tuấn Đức, Trúc Sinh, được các fan gọi là tứ trụ về hòa âm của Trung tâm ERA. Trung tâm ERA cũng có thế hệ nghệ sĩ tiếp nối nhận trách nhiệm hòa âm, đó là nhạc sĩ Mai Thanh Sơn. Anh đóng góp khá nhiều trong mảng hòa âm cho ERA trước đây cùng với ca nhạc sĩ Quốc Khanh. Và anh cũng có một cái năng khiếu đặc biệt là sáng tác ca khúc, và anh trình bày những ca khúc đó và được rất nhiều khán giả trẻ khắp nơi yêu thích. Và ngày hôm nay, với cái nhìn mới và nhìn về tương lai, anh cũng đã bắt đầu sáng tác lại, và anh muốn trình bày một ca khúc mới của anh, đó là bài Còn Gì Nữa Đâu, do chính anh sáng tác và hòa âm. Jimmy biết là Thùy Dương có dịp làm việc với Mai Thanh Sơn rất là nhiều. Thùy Dương nhận xét như thế nào về dòng nhạc của anh? Thưa quý vị, là Thùy Dương được gặp Mai Thanh Sơn khi mà Thùy Dương mới bước vào với Trung tâm ERA. Thì nhớ là hồi đó anh là một chàng thanh niên rất là trẻ. Thùy Dương nhớ anh mê đá banh, anh yêu âm nhạc và là một người có một cái tính rất là hồn nhiên. Sau những năm sau này thì Thùy Dương được chứng kiến Mai Thanh Sơn trở thành một nam ca sĩ được quý khán giả yêu mến khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, anh đã trở thành một người hòa âm và một người nhạc sĩ rất là trưởng thành với những bài hát, với những lời lẽ thật là sâu đậm. Thùy Dương nhớ là một trong những nhạc phẩm của Mai Thanh Sơn mà Thùy Dương rất là yêu. Like I love this song and it's called Nghiệt Ngã. Quý vị nghe cái lời lẽ của cái nhạc phẩm này, quý vị sẽ thấy rằng đây là một Mai Thanh Sơn mà không giống cái hình ảnh của một người nam ca sĩ thật là trẻ trung, thật là vui tính. Và sau đây, Thùy Dương rất là hân hạnh được giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn trong nhạc phẩm mới của anh với tựa đề Còn Gì Nữa Đâu. Vội vàng xa lìa nhau, đời
người sẽ qua, sẽ trôi qua có hay chăng, chỉ còn chuỗi ngày buồn. Còn gì nữa đâu, ta lạc loài trong mệt nhoài. Còn gì nữa đâu, mắt hoen sâu ra rơi. Tình yêu cũng như chiếc lá khô gió cuốn đi, sao còn mãi mong chờ. Này người yêu ơi, ta xa nhau, ta xa nhau, chẳng biết sẽ đi về đâu, mình có quên nhau được đâu. Cuộc đời vẫn thế, vẫn cứ thế trôi qua nhanh, nào có biết ta chiều nay còn mãi bâng khuâng nơi đây. Còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu, còn gì cho nhau ngoài chuỗi ngày buồn. Này người yêu ơi, ta xa nhau, ta xa nhau, chẳng biết sẽ đi về đâu, mình có quên nhau được đâu. Cuộc đời vẫn thế, vẫn cứ thế trôi quá nhanh, nào có biết ta chiều nay còn mãi bâng khuâng nơi đây. Chiều nay còn mãi bâng khuâng nơi đây. Còn gì nữa đâu, thôi còn gì nữa đâu, còn gì cho nhau ngoài chuỗi ngày buồn. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy anh Jimmy, anh ấy nói sai. Đây mới là cái cặp MC xứng đôi vừa lứa nhất, phải không thưa quý vị? Quý vị đồng ý không ạ? Vâng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Văn Khoa được mệnh danh là người viết lịch sử bằng âm nhạc vì chiều dày sáng tác của ông. Nhưng với những đóng góp lớn lao trong cả ba lĩnh vực âm nhạc, giáo dục và nhiếp ảnh, thì tên tuổi của ông chắc chắn phải chiếm một chỗ không nhỏ trong phần lịch sử đó. Với 6 tác phẩm nhiếp ảnh được lưu trong Bảo tàng Viện Nghệ thuật Baltimore ở Maryland, Hoa Kỳ từ năm 1977, cùng với cái tác phẩm Symphony Việt Nam 1975 được lưu trong Bảo tàng Viện Quốc gia Úc Châu từ năm 2005. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa là vị nhạc trưởng Việt Nam đầu tiên điều khiển cả một dàn nhạc đại hòa tấu và một ca đoàn quốc tế. Ladies and gentlemen, the renowned composer Lê Văn Khoa is recognized as a composer of history through music for the many depth and layers of commentary woven into his compositions. His great contributions to the field of music, education, and photography highlight his great legacy that is rooted in our history. The composer Lê Văn Khoa holds the distinction of being the first Vietnamese photographer to hold his exposition of 6 works of art at the Baltimore Museum of Art's collection from 1977. In addition, his major works include the Symphony Vietnam 1975, a moving commemoration of Vietnam War, which has been exhibited at the Australia National Archive Museum in Sydney since 2005.
composer Lê Văn Khoa is the first Vietnamese conductor to conduct an international orchestra and choir. We invite you to see the following clips of composer Lê Văn Khoa. Mấy chục năm qua, đối với làng âm nhạc cổ điển trên thế giới, tên tuổi nhạc sĩ Lê Văn Khoa không còn là một tên tuổi xa lạ. Ông đã là nhạc trưởng của rất nhiều dàn nhạc giao hưởng, đã biểu diễn trong những đại hí viện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cũng như khi nhạc sĩ Lê Văn Khoa còn ở Việt Nam, ông dùng âm nhạc, những tấm ảnh nghệ thuật để giới thiệu đất nước, phong tục và văn hóa Việt Nam đến cộng đồng thế giới. Thì mấy chục năm qua tại Mỹ, ông vẫn tiếp tục công việc làm đó. Ông sáng lập ra nhiều hội nhạc, hội nhiếp ảnh và các khóa lớp để đào tạo những lớp trẻ Việt Nam ở hai lĩnh vực âm nhạc và nhiếp ảnh, và đã có nhiều người Việt trẻ ngày nay thành danh, đạt được những giải thưởng quốc tế. Sinh tại Cần Thơ năm 1933, trong một gia đình tinh lành thuộc giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, nhạc sĩ Lê Văn Khoa có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Năm 1953, Lê Văn Khoa dấn thân vào các sinh hoạt của xã hội Việt Nam Cộng Hòa trong các lĩnh vực giáo dục, tôn giáo, nhiếp ảnh, âm nhạc và đặc biệt là chương trình Thế giới của trẻ em trên đài truyền hình Việt Nam băng tần số 9 tại Sài Gòn trước năm 1975. Biển cổ tháng 4 năm 1975, nhạc sĩ Lê Văn Khoa tị nạn tại Hoa Kỳ. Miền đất tự do đã tạo cơ hội cho Lê Văn Khoa thực hiện ước mơ đưa nhạc Việt vào bầu trời âm nhạc thế giới. Nhạc giao hưởng của Lê Văn Khoa và đặc biệt là Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975 đã được trình diễn bởi các ban đại hòa tấu quốc tế nổi tiếng tại Úc Đại Lợi, Ukraine và các tiểu bang Hoa Kỳ từ năm 1995. Đặc biệt vào năm 2012, Quốc thiều Việt Nam Cộng Hòa do đoàn nhạc lễ của Tổng thống Ukraine trình tấu do nhạc sĩ Lê Văn Khoa hòa âm đã gây xúc động hàng triệu người Việt khắp nơi trên thế giới. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa, người nhạc sĩ đã có hơn 60 năm phục vụ nghệ thuật, tới hôm nay vẫn miệt mài với những hoạt động cho âm nhạc, cho xã hội. Việt Nam đã may mắn có Lê Văn Khoa. Thưa quý vị, để ghi nhận những thành quả lớn lao của nhạc sĩ Lê Văn Khoa đối với nền văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam, ban tổ chức xin hân hạnh được vinh danh và trao tặng ông tấm plaque lưu niệm Lifetime Achievement Award để vinh danh những đóng góp của ông. Thủ minh xin kính mời chị Dự Nguyên, đại diện Ben Em Đang Có Ta Foundation ra sân khấu và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị giáo sư, nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Xin Chúa có vài lời. Thưa, tôi chỉ được nói vài lời hay nói nhiều hơn được không? Dạ vâng, không sao hết. Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn Bên Em Có Ta Foundation là các cơ quan đã làm cái plaque này để gửi cho tôi. Và tôi sở dĩ được cái này là cũng nhờ sự đóng góp của rất nhiều người, chứ một người không làm được. Trong âm nhạc, con số 3 là con số nhiệm màu. Trong đó có người viết nhạc. Nhưng mà viết nhạc rồi không có ai chơi thì đâu có ích lợi gì đâu. Thành ra phải có người chơi. Mà người chơi không có khán giả là làm gì. Thành ra nó lại liên hệ tới đó. Và thưa các quý vị, nhạc tôi viết thì nó hơi khác hơn cái nhạc của các quý vị nghe từ hồi đầu tới bây giờ. Bởi vì tôi muốn ngã nó qua đại hợp ca hòa tấu. Thành ra tôi chuyên qua bên đó và tôi làm việc nhiều bên đó. Và tôi làm việc hết sức là gần gũi lại với ban hợp xướng Ngàn Khơi.
là về vấn đề hợp ca. Và dàn nhạc giao hưởng Hội Việt Mỹ ở trong vấn đề nhạc hòa tấu cũng bị cái giới hạn đó, cho nên tôi không đi xa nhiều. Nhưng mà từ năm 2005 tôi được liên lạc lại với Ukraine, với Kiev, và Kiev Symphony Orchestra đã trình diễn nhiều nhạc của tôi. Và nhờ đó tôi có được 6 cái CD nhạc lại với Kiev Symphony Orchestra. Mà khi nói tới Kiev và tới Ukraine thì tôi tin là các quý vị cũng giống như tôi. Mình đang ở trong một cái giai đoạn hết sức là khó khăn của người Ukraine. Tôi rất cảm động là ông phó nhạc trưởng, ông có viết cho tôi một lá thư. Ông nói ông là người di dân, người refugee. Tôi chưa hiểu được cái nghĩa đó. Nhưng bây giờ tôi hiểu, bởi vì tôi là refugee ở ngay trong xứ của tôi. Sau khi ông đưa vợ con đi về quê lánh nạn, ông ở lại để chiến đấu. Một người nhạc sĩ bây giờ phải ôm súng. Thì điện thư mà tôi nhận được hồi tối hôm qua, thì tôi có nói rằng bữa nay tôi sẽ gặp được cộng đồng của tôi. Thì ông phó nhạc trưởng đó, ông nói rằng làm ơn cho tôi gửi lời cảm ơn tất cả các quý vị cộng đồng Việt Nam, bởi vì các quý vị thông cảm được với chúng tôi hơn những người khác. Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Và thưa quý vị, sau đây, bên cạnh những tác phẩm hòa tấu vĩ đại, chúng ta sẽ có thể được nghe một tình khúc rất là nhẹ nhàng và lãng mạn do ông sáng tác năm 2016, Phổ Thơ của Thanh Hằng, có tựa đề là Nhớ Em. Nhạc phẩm này được ông viết hòa âm cho dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra và Anima Chorus của Trường Đại học Văn hóa và Nghệ thuật Ukraine. Đặc biệt là bài hát này sẽ được trình bày bởi người bạn đời của ông, nữ ca sĩ Ngọc Hà. Thank you.
Thưa quý vị, vào năm 1982, nhạc phẩm Trúc Đào được xem là một trong những bản tình ca đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Đây là một tình khúc rất nổi tiếng đã được nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác dựa theo bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên. Một nhà thơ mà mỗi thi phẩm đều là những bản tình ca tuyệt tác được phổ nhạc bởi các tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Thí dụ như bản Em Hiền Như Ma Sơ, Thả Như Giọt Mưa, Những Năm Tình Lận Đận, vân vân. Vào đầu thập niên 1980, bài thơ Trúc Đào đã lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ Anh Bằng để trở thành một sự kết hợp tuyệt vời giữa thơ và nhạc. Bởi vì nếu Nguyễn Tất Nhiên là một nhà thơ được nhiều người mong muốn phổ nhạc, thì ngược lại, Anh Bằng là một nhạc sĩ mà rất nhiều thi sĩ thích được ông phổ thơ của mình. Thưa quý vị và thưa chú Đáp Lộc, thì Bảo Ngọc cũng đã được nghe nhạc sĩ Trúc Hồ tâm sự rằng nhạc phẩm Trúc Đào đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của anh. Đó là vào năm 1982, khi vừa học xong trung học chuẩn bị lên đại học, thì nhạc sĩ Trúc Hồ đang có dự định sang Boston để học nhạc với ước mơ trở thành một nhà soạn nhạc phim hoặc chơi nhạc jazz. Nhưng thật tình cờ, khi nghe được nhạc phẩm Trúc Đào của Trung tâm Dạ Lan với những giai điệu ngọt ngào, tình tự quê hương, trộn lẫn âm hưởng của cả hai miền Nam Bắc đã khiến cho anh bị lôi cuốn và bỗng dưng yêu âm nhạc Việt Nam hơn. Đúng như vậy, thưa quý vị, nhạc phẩm Trúc Đào đã thay đổi hoàn toàn ý định của cậu sinh viên yêu nhạc. Trúc Hồ quyết định ở lại Orange County và theo học đại học tại đây. Sau đó thì anh cộng tác với Trung tâm Dạ Lan, làm việc với nhạc sĩ Anh Bằng và trở thành một trong những người trụ cột trong các tác phẩm âm nhạc của Trung tâm Asia từ suốt hơn 20 năm. Có lẽ nếu không có nhạc phẩm Trúc Đào thì có thể sẽ không có nhạc sĩ Trúc Hồ với những sáng tác phong phú của dòng nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Có thấy không, rốt cục chỉ có Trúc và Đào mới giữ chân được ông Trúc Hồ ở đây mà thôi, phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, nhạc phẩm Trúc Đào đã được nam ca sĩ Duy Quang trình bày rất thành công trên các sân khấu và đĩa nhạc tại hải ngoại từ hơn 30 năm về trước. Và hôm nay, Trúc Đào sẽ được tiếp nối với phần hòa âm của nhạc sĩ Trúc Sinh qua giọng hát thuộc thế hệ trẻ. Đó là nam ca sĩ Đào Trí Lộc. Thank you.
Thưa quý vị, có những nhạc sĩ với những sáng tác mới sau năm 1975 nhưng lại vẫn mang đậm màu chất nhạc vàng. Trong đó, ca khúc Rong Rêu được ông sáng tác đầu thập niên 80 và được nhiều khán giả yêu thích và được nhiều ca sĩ hát trong album của họ. Đúng vậy, một ca khúc rất nhiều ca từ đẹp nhưng lại rất là buồn. Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả. Khi cuộc tình đã xa, người tình đã bỏ ta mà đi, chúng ta chỉ biết kìm nén những nỗi đau âm thầm của từng kỷ niệm. Nhiều khán giả còn đùa rằng bài hát này được viết cho những người bị tình phụ. Nghe mà buồn quá Bảo Ngọc nhỉ? Hy vọng mấy anh nghe xong không có sợ bị vất vả mà bị mất hết tất cả mà không dám yêu nữa ha. Thưa đúng, Diễm Quyên à, mà Bảo Ngọc nghĩ tình yêu giống như là cà phê vậy đó. Tuy có hơi đắng một chút, nhưng mà nếu mà đã lỡ yêu rồi thì rất là dễ bị nghiện đó. Đúng không Diễm Quyên? Bị phê đúng không? Và hôm nay, Diễm Quyên xin mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Trữ Tình Da Diết này của nhạc sĩ Nguyễn Tâm qua phần trình bày của nam ca sĩ Anh Tuấn. Rong rêu lênh đênh trên biển, thà là chim bay vui theo tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên em cho em hơi thở, từ dạo yêu em con tim tan vỡ, để rồi đêm nay trong căn gác lạnh lùng, đêm thương nhớ một mình lẻ loi. À ơi người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say, tìm đâu em hỡi người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò, vòng tay buông lời tình yêu chơi vơi nhớ người. Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả tình buồn em ơi, lang thang giữa cuộc đời, bên sông có một người nhìn theo. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ, còn lại trong anh Rong Rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao. Tình nồng say, tìm đâu em hỡi người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò, vòng tay buông lời tình yêu chơi vơi nhớ người. Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả tình buồn em ơi, lang thang giữa cuộc đời, bên sông có một người nhìn theo. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ, còn lại trong anh Rong Rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao. Còn lại trong anh Rong Rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao.
Kính chào tất cả quý vị có mặt hôm nay. Thật là cảm động. Trong trên 3 tiếng vừa qua, chỉ có 3 tiếng thôi, chúng ta đã trở lại hơn 30 năm, một thời gian dài, với những đóng góp của nhiều tác giả, nhiều nhạc sĩ mà ngày hôm nay đã về bên kia. Những bậc tiền bối như là anh Bằng, Lam Phương. Chúng ta nhìn về quá khứ, tất nhiên là khoảng thời gian khi chúng ta mất nước, chúng ta sống lưu vong. Sau những năm đầu khoác khoải, làm lại từ đầu, chúng ta có những cái đóng góp rất quan trọng trong dòng nhạc lịch sử của người Việt Nam. Dòng nhạc ở hải ngoại, nhạc lưu vong, nói về vấn đề địa lý thôi, là những người Việt sống ngoài nước Việt, nhưng vẫn là nhạc Việt Nam. Tình ca rất nhân bản từ thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày hôm nay. Trúc Hồ là một sản phẩm, là một thế hệ được học và ảnh hưởng rất nặng nề nền âm nhạc của người Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Nhưng khoảng chừng 7 năm trở lại đây, chúng ta không thấy dòng âm nhạc đó nữa. Thật là một điều đáng buồn. Với Trúc Hồ, cá nhân Trúc Hồ, một cộng đồng mà không có cái văn hóa của mình, đó là một cộng đồng không có trái tim và linh hồn. Cộng đồng người Việt Nam của chúng ta từ năm 1975 có trái tim và có linh hồn. Điều đó chúng ta vẫn còn thực hiện được nếu chúng ta vẫn có nhiều người muốn tiếng nói của chúng ta, dòng nhạc của chúng ta, những người sống lưu vong khắp nơi trên thế giới này, chúng ta cùng nhau bảo vệ nó, phát triển nó. Đó là lý do tại sao Trúc Hồ thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn những người ăn năn có mặt ngày hôm nay. Một người em của Trúc Hồ rất may mắn quen được trong những công tác xã hội từ San Jose xuống, tên là Nhân, và Hồ hay gọi là người ân nhân, một người âm thầm thôi. Cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung, gia đình bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Nếu không có gia đình bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì Trúc Hồ không có cơ sở SPTN như ngày hôm nay. Những gì chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta quay ngày hôm nay, nếu chúng ta đi ra ngoài quay thì cái tiền này ít nhất cũng phải là 300 ngàn. Mướn một cái LED này không mắc gần cả 80 mấy ngàn. Nhưng mà nhờ cơ sở này chúng ta giảm được cái số chi phí đó. Và nhờ những người ủng hộ, âm thầm ủng hộ, không cần quảng cáo, không cần gì hết, chỉ bởi vì muốn cái dòng nhạc của mình tiếp nối. Trong chương trình này chúng ta thấy có một số ca sĩ trẻ được đào tạo bởi SPTN Voice. Đó là thế hệ tương lai. Chúng ta thấy một cô bé thổi saxophone. Đó là thế hệ tương lai. Chúng ta thấy Jimmy cũng được đào tạo từ SPTN. Đó là thế hệ tương lai. Chúng ta sống có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Hiện tại chúng ta làm gì? Hiện tại chúng ta làm những điều để chuẩn bị cho tương lai. Tại sao chương trình hôm nay chúng ta có Bi Nguyên Phương, một em gái đã đạt được giấc mơ mà Trúc Hồ mới qua Mỹ muốn, qua Berkeley Music School để học, để thành một nhạc sĩ soạn nhạc jazz, soạn nhạc phim. Trúc Hồ không làm được, bởi vì Trúc Hồ nặng nợ với dòng nhạc Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Đó là cái nợ. Ngày hôm nay Trúc Hồ đứng đây là thực hiện chương trình
cũng bởi vì là cái nợ. Ơn trên đã cho Trúc Hồ những cái năng khiếu mà nhiều người không có. Thì đó là một cái nợ mà Trúc Hồ phải trả, là Trúc phải làm sao để chắc chắn là tương lai chúng ta có một thế hệ mới. Không phải có một Trúc Hồ mà chúng ta phải có 10 Trúc Hồ để tiếp tục gìn giữ và phát triển dòng nhạc của người lưu vong. Đó rất quan trọng, rất rất quan trọng. Và Trúc Hồ tin rằng cho dù có thay đổi, cho dù người ta không mua DVD nữa, không mua CD nữa, chỉ coi trên mạng, nhưng chúng ta vẫn phát triển được nếu chúng ta còn người yêu nhạc. Những người yêu nhạc trong nước cũng vậy, hay ngoài nước, hay khắp nơi trên thế giới. Chúng ta yêu nhạc, chúng ta ủng hộ để bảo tồn và phát triển dòng nhạc của chúng ta. Và ngày hôm nay, Trúc Hồ muốn nói tới một cái đóng góp rất quan trọng của một người Anh. Đây là một cái ngạc nhiên đối với anh mà Trúc Hồ muốn nói. Bởi vì Trúc Hồ nói tự tin như vậy chứ nhiều khi cũng khó tự tin, không biết mình còn làm được không. Cho nên thôi, lần này mình vinh danh ông anh của mình, một người mà đã đóng góp rất nhiều cho người Việt Nam từ những ngày đầu sau 30 tháng 4, từ vấn đề lo cho tị nạn, xã hội. Và đã làm MC sáng tác suốt hơn 30 năm từ thời Trúc Hồ mới qua Mỹ thôi. Xin mời quý vị xem một đoạn video clip của một người anh của Trúc Hồ để thấy những đóng góp của người này. Đã từ lâu, hình ảnh của MC Nam Ngọc đã quen thuộc trên màn ảnh của những cuốn video DVD của nhiều trung tâm, từ May Hollywood Night cho đến Asia Thế giới nghệ thuật. Ông sinh ra tại Bắc Ninh, là người con thứ hai trong gia đình 11 anh chị em. Ông di cư vào Nam lúc 10 tuổi. Lớn lên ở Sài Gòn, ông tham gia phong trào nhạc trẻ vào đầu thập niên 60, rồi mở lối Việt hóa nhiều bản nhạc ngoại quốc thịnh hành bằng cách đặt lời Việt như bài Mây Lang Thang, Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, Mùa Thu Lá Bay, v.v. Ông cùng với ca sĩ Trương Mạc Sen, Trường Kỳ, Tùng Giang, Kỳ Phát tổ chức nhiều buổi đại hội nhạc trẻ quy mô ở sân vận động Hoa Lư, rồi Thảo Cầm Viên, Sài Gòn. Cơn sốt di tản vào cuối tháng 4, nhờ gặp may mắn, nhạc sĩ Nam Lộc đã lên máy bay rời khỏi Sài Gòn vào ngày 27 tháng 4 năm 1975. Sau khi tới đảo Quét, nhạc sĩ Nam Lộc cùng những đồng bào tị nạn được chuyển về đảo Guam trước khi nhập trại Pendleton ở miền Nam California vào ngày 2 tháng 5 năm 1975. Với bản tính thích làm những công tác xã hội, ông đã được giới thiệu và làm việc tạm thời cho cơ quan từ thiện Công giáo Hoa Kỳ USCC trong công tác giúp đỡ người tị nạn trong trại. Ông không thể ngờ rằng sau này lại trở thành giám đốc của cơ quan đó tại vùng Los Angeles cho đến ngày nghỉ hưu. Nhạc sĩ Nam Lộc vẫn chưa ngừng hoạt động về các lĩnh vực di trú và tị nạn, vì ngay trong tháng 3 năm 2022, ông đã vừa nhận lời mời để trở thành đại sứ của Sở Di trú Hoa Kỳ đặc trách về quốc tịch, đồng thời là thành viên của Hội đồng Quản trị Cơ quan Thiện nguyện US Committee for Refugees and Immigrants. Mỗi năm, cứ vào dịp kỷ niệm tháng Tư Đen, thì không thể nào mà người ta không hát, không nghe hoặc không nhắc đến ca khúc Sài Gòn ơi vĩnh biệt mà nhạc sĩ Nam Lộc đã sáng tác vào những ngày cuối thu 1975. Ông cũng đã bỏ hết công sức để góp phần xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ tại Westminster, đồng thời cũng đứng ra tổ chức hoặc là tham dự vào những buổi đại nhạc hội khắp nơi để gây quỹ trợ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện đang sống vất vưởng ở quê nhà trong suốt hơn một chục kỳ đại hội Cảm ơn Anh. Tháng 4 năm nay đánh dấu 47 năm viễn xứ, người ta vẫn nhắc đến Nam Lộc. Nhiều người còn cho rằng dù có 66 hay 99 năm sau, dù tình hình đất nước có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì cứ mỗi dịp tháng 4 về, dòng nhạc của Nam Lộc vẫn là những viên thuốc an thần hiếm quý để xoa dịu vết thương không bao giờ lành trong khúc quanh đen tối nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam. Chào kính thưa quý vị, nhạc sĩ Nam Lộc.
Wow, thật là ngạc nhiên và cảm động trước cái nhã ý của ban tổ chức của Trúc Hồ Music cũng như các anh chị em nghệ sĩ. Tôi không có chuẩn bị cái điều này, nhưng thôi, đây là một cái vinh dự, dù muốn dù không. Tôi hồi hộp quá, không biết là nó nói, các em nó nói gì về mình, cứ ngồi xem ở dưới và quên anh này anh mời lên. Thưa quý vị, cho phép tôi được chia sẻ vinh dự này với nhà tôi, một người bạn đời. Chúng tôi đã sống hạnh phúc trên 42 năm qua. Lúc nào cũng ở nhà chăm sóc và dạy dỗ các con để tôi có được cơ hội phục vụ cộng đồng, phục vụ nghệ thuật, làm những công việc xã hội trong suốt nhiều năm qua. Tôi cũng xin được chia sẻ cái vinh dự này đến với các anh chị em nghệ sĩ. Nếu không có họ thì những cái buổi nhạc hội gây quỹ giúp đỡ người tị nạn hay là thương binh v.v. không thể thực hiện được. Tôi cũng xin được cảm ơn và chia sẻ vinh dự này đến với các thiện nguyện viên, các mạnh thường quân. Và sau cùng để xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Nếu không có quý vị thì chắc chắn anh chị em chúng tôi không thể làm những việc mà chúng tôi đã làm. Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn. Cảm ơn anh Lộc. Chúng tôi có một cái chi tiết này cần chia sẻ. Chương trình ngày hôm nay thực hiện được cũng nhờ một người bạn của Trúc Hồ. Từ năm 1994 khi bắt đầu quay chương trình ASA trên đài truyền hình CBC bên Montreal. Ông là người đạo diễn, người Canada, Pháp. Quen nhau mấy chục năm. Tình cờ Tết Việt Nam mình tới, ổng gửi một cái message, ổng nói là chúc mừng năm mới, nói tiếng Việt đàng hoàng. Và ổng còn nói nữa là Hồ có cần bia làm cái gì thì bia sẵn sàng bay qua đạo diễn cho. Cái chú Hồ mới nói, bây giờ không có buôn bán gì được nữa, làm sao mà có tiền để mà trả cho chi phí. Bia nói rất như là dễ thương. Mua vé máy bay, chỗ ở, Pierre sẽ có mặt. Kính thưa quý vị, từ đó chú Hồ mới có một cái ý tưởng có thể thực hiện được chứ không phải không. Chú Hồ mới gọi những người bạn mấy chục năm làm việc với nhau, từ ông set designer cũng làm với chú Hồ mấy chục năm. Tất cả những người bạn chú Hồ gọi, họ đều hiểu được hoàn cảnh của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại, và họ đã lấy với một cái giá rất tượng trưng. Guy Conger, Production Manager, John Corking, Set Designer, and Director Pierre Swiggin, please. Thank you very much, Pierre. Thank you. Surprise, huh? Well, one thing I have to say is that I know this man from 30 years ago. We have a friend in common. His son is working with me tonight, Duc Nguyen. And his father used to work at the CBC in Montreal, where I directed some shows. And he asked me in 1993-94, he asked me, would you do a show with my friend Truck Hole in California for Asia Entertainment? We want to do video about, you know, big stars, big Vietnamese stars. And I said, sure, why not? And we did a budget. And a couple of weeks ago, I received a phone call, and I hear, can I speak to Pierre again, please? That was my friend Ho. And so I said, yes, it's me. He says, when do we start? Okay, so we started 30 years ago. I think it was video number 2 at the time. And then we did number some four. Muted, number four. Number four, yeah. So I think this is considered like number what? Number 8? What number for me? Oh yeah, first number for you, that's true. Anyway, I'm really glad to be here.
and I wish SBTN a long, long life along with all these people, which I love. And thank you very much. Kính thưa quý vị, đó là tình cảm của những người hiểu nhau. Pierre là một người đạo diễn, đã từng đạo diễn Celine Dion. Đây là một người rất tài, được 8 giải đạo diễn ở bên Canada. Ngày hôm nay có mặt để giúp Trúc Hồ. Đó là một cái gì? Đó là một cái điều đẹp của tình bạn. Xin cảm ơn tình bạn của Pierre. Và now trở lại với lại MC của chúng ta. Và một tràng pháo tay cho những người MC trẻ, thế hệ trẻ và thế hệ không được trẻ lắm. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã cho phép anh em chúng tôi được chia sẻ những cái giây phút rất là đặc biệt và bất ngờ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại đến bài hát cuối cùng. Trước khi giới thiệu bài hát này, cho phép tôi xin được cảm ơn each and everyone, tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Như tôi vừa trình bày lúc nãy, chúng tôi quan niệm quý vị như là thân nhân của chúng tôi đã đến đây với chúng tôi, chịu đựng và tha thứ cho tất cả những cái sơ sót, những cái lỗi lầm, những cái khó khăn của chúng tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành và kính chào toàn thể quý vị. Hy vọng là sẽ gặp lại quý vị trong trường hợp và trong những cái show sau, phải không ạ? Vâng. Và thưa quý vị, ông Trúc Hồ, ông ấy đã vinh danh tôi, thì cho phép tôi lại vinh danh lại ông ấy. Thưa quý vị, nói đến nhạc sĩ Trúc Hồ là chúng ta nhắc đến một trong số những nhạc sĩ thuộc thế hệ trẻ sáng tác sau 1975 tại hải ngoại. Có những ca khúc rất giá trị và đa dạng. Mặc dù các tên tuổi khác hầu như ai cũng có những cái tác phẩm để đời, thế nhưng Trúc Hồ là người sáng tác đều đặn và phong phú nhất. Từ tình ca đến hùng sử ca, rồi thì những bài hát viết cho nhân quyền, cho người tị nạn, cho các phong trào đấu tranh, cho tự do, dân chủ, vân vân và vân vân. Thục Minh có dịp hỏi anh Trúc Hồ là với hơn 100 tác phẩm anh đã viết, vậy thì anh thích bài nào nhất? Anh Trúc Hồ trả lời rằng, thật ra tất cả những sáng tác mà mình viết ra là từ trái tim, khối óc, nên nó tựa như những đứa con của mình. Vì vậy mà khó trả lời mình thích bài này hơn bài khác. Tuy nhiên, nếu gọi là hài lòng, thì anh rất đắc ý với các nhạc phẩm như Đáp Lời Sông Núi, Chịu Con Tim, Chỉ Là Phù Du Thôi, và đặc biệt là Tình Yêu, Tình Người. Có lẽ đúng như vậy, vì trong những ngày gần đây, từ khi mà cuộc chiến Afghanistan chấm dứt trong bi lụy, rồi đến cuộc xâm lăng tàn bạo của Nga Xô tràn vào tàn sát đất nước Ukraine, thì anh Hồ có chia sẻ cùng với Thùy Dương những kinh nghiệm thương đau mà anh đã trải qua trên đường vượt biên khi anh mới 16 tuổi. Và nếu không có được những người khác chủng tộc cưu mang giúp đỡ, thì chắc anh không còn sống được cho đến ngày hôm nay. Quả thật là như thế, không có gì đẹp và cao quý bằng tình yêu, tình người, tình nhân loại cả. Bởi vì chỉ có thế, con người mới sống trong sự hòa bình, tôn trọng nhân phẩm và thương yêu lẫn nhau. Tôi tin là mỗi người tị nạn Việt Nam trong chúng ta đều chia sẻ cái thông điệp này. Và sau đây, để chấm dứt chương trình Những Tình Khúc sau 1975, kính mời quý vị nghe và cùng hát với chúng tôi nhạc phẩm Tình Yêu, Tình Người, sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ vào năm 2007 qua phần trình bày của Thế Sơn AV cùng ca đoàn Ngàn Khơi. Thì với
đã mở rộng đón tôi. Thế giới này sẽ mở rộng đón em và tôi thêm một lần nữa. Với tất cả tình yêu, rồi mai đây nắng tươi trong bình minh, dù bao tâm tối vẫn luôn niềm tin. Tình yêu sẽ dẫn đưa ta đến nơi xây trên tình người. Cùng nhau ta hát vang lên bài ca, tình yêu không biết xuân chia màu ra. Tình người sẽ mãi cả các anh chị em thân hữu, khán thính giả đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho Trúc Hồ Music, thay mặt toàn thể anh chị em nghệ sĩ, tình nguyện viên có mặt ở đây, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đã ngồi chia sẻ với chúng tôi cho đến giờ phút này. Một lần nữa xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị. Thank you everyone. Good night.
we thank you for your love. Good night, everybody.